Hiroshima. Hiroshima. Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ với các bạn hai nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất đó là trong giao tiếp, từ thường được lặp đi lặp lại để diễn tả cái cảm xúc của người nói. Từ ở đây có nghĩa là động từ, danh từ, tính từ hay là nghi vấn từ cũng vậy. Ngay cả trong tiếng Việt cũng vậy. Cho dù nó là bất cứ cái từ gì chăng nữa thì người Việt Nam mình vẫn thường hay lặp đi lặp lại như nó. Chẳng hạn như là đâu đâu, đâu đâu, cái nào cơ, cái nào cơ, cái đó, cái đó, cái đó, cái đó, cái đấy, cái đấy, cái đấy, cái đấy. Có đúng như vậy không ạ? Trong tiếng Nhật cũng tương đương như vậy. Nani nani, nani nani, doko doko, doko doko, dore dore, dore dore. Chigao, chigao. Bus ga nakanaka konai ne. Ah, kita kita, kita kita. Ah, saifu wa doko kana, saifu. Atta, atta, atta. Thấy rồi, thấy rồi. Ngoài ra còn có rất là nhiều từ khác nữa như là sore sore, sore sore, so so, dame dame, dame dame. Ii kara, ii kara, haiku itte. Hai, ikimasu. Chú ý trong giao tiếp, khi mà nói, các bạn nhớ đưa cái cảm xúc của mình vào trong câu nói để cuộc hội thoại đó trở nên về đúng cái bản chất vốn có của nó. Các bạn nhớ nhá, đưa cảm xúc của mình vào trong đó. Ah, tanoshi, hontou ni tanoshi. Khi mà các bạn nói như thế thì câu nói của bạn sẽ trở nên rất là hay và thú vị hơn rất là nhiều. Thứ hai, trong giao tiếp thì các mệnh đề thường được sắp xếp ngược lại với các mẫu câu. Chẳng hạn như chúng ta có một ví dụ sau đây trong tiếng Việt sẽ là cái này là gì? Cái này là gì? Trong mẫu câu thì chúng ta sẽ nói rằng là kore wa nani? Kore wa nani? Tuy nhiên trong giao tiếp thì nó sẽ bị đảo lộn ngược lại là nani kore? Nani kore? Kore wa nani? Nani kore? Hay là kore wa nanda? Kore wa nanda? Nanda kore? Nanda kore? Hoặc là chúng ta muốn nói rằng là cái mũ này đắt nhỉ? Cái mũ này đắt nhỉ? Kono boshi wa takai ne? Kono boshi wa takai ne? Tuy nhiên trong văn nói thì sẽ nói ngược lại. Takai ne kono boshi? Takai ne kono boshi? Zun-kun, sochigyo dekite yokatta ne? Tuy nhiên trong văn nói thì ngược lại như này. Zun-kun, yokatta ne? Sochigyo dekite? Hay là như thế này. Trời lạnh quá, đóng cửa vào đi. Samui kara doa o shimete? Samui kara doa shimete? Thì chúng ta sẽ nói ngược lại rằng doa shimete, samui kara. Doa shimete, samui kara. Hontou ni omoshiroi douga datta na. Thì chúng ta sẽ nói ngược rằng là omoshiroi douga datta na. Hontou ni. Và xin mời các bạn hãy theo dõi đoạn hội thoại sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hiện nay thì mình đang ở Việt Nam và mình về Việt Nam để mình thành lập trung tâm Neon Gonomori theo như nguyện vọng của nhiều người. Trung tâm ở ngay gần ngã tư Sở, địa chỉ cụ thể là quên bớt địa chỉ rồi. Địa chỉ nhà liền kề số 03, khu BNT Tower 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Chiều thứ bảy tuần này mình sẽ tổ chức buổi offline với nội dung là chia sẻ kinh nghiệm học tập tiếng Nhật tại tầng 5 của trung tâm Nihon Gonomori. Ngày hôm đó thì có cả cà phê giá rẻ 10.000 cho một cốc, thơm ngon bổ rẻ. Vì thế các bạn hãy đến nhé. Thằng Dũng kia, hôm nay 22, ngày mai 23 thì ông Táo phải không về để sắm sửa các thứ à? Tết đến nơi rồi đấy. Nên về vào thắm Tết thì cơ quan cũng chưa cho nghỉ á, giờ này mà chưa cho nghỉ á. Ngồi đấy mới chăm gió. Chết rồi. Hôm nay 22 Tết rồi còn gì nữa. Có để ra Tết vậy. Ra Tết chúng mình offline sau nhé. Rồi thì các bạn sinh viên cũng về quê hết rồi nên là offline chắc là chẳng phải đến gặp. Hẹn các bạn ra Tết nhé. Bye bye.